Con xin đảnh lễ sư, con vừa nghe trên TikTok một clip về việc sư cô bên Phật giáo Phát Triển giảng là mình làm việc thiện, việc lành thì không nên mong cầu, mong đợi quả lành đến với mình, mà chỉ nên làm với tâm từ bi. Mà chỉ nên làm với tâm từ bi để cơ thể trở thành một đức hạnh tốt. Vì khi mong quả thiện, quả lành đến là mình đang gieo nhân để mình tái sanh để hưởng cái quả lành đó. Thưa sư, như vậy có đúng không ạ? Vì con nhớ lần trước sư có nói rằng mình làm việc gì đó thì mình nên phát nguyện và hồi hướng. Xin sư giải đáp giúp con. Vấn đề là cái mục đích của việc làm phước của mình á, là cái gì? Nếu mà mình hiểu như vậy là nó không có trái, sư và cái sư cô bên kia cũng không có trái nhau. Tức là mục đích của việc mình làm phước, phải có mục đích, chứ làm phước không phải không có mục đích. Ví dụ như mục đích mình làm phước là bởi vì tâm từ cho nên mình làm phước. Mục đích mình làm phước là để hướng đến sự giải thoát, hướng đến sự giác ngộ, cho nên mình mới làm phước. Thì khi đó mình có cái trí tuệ ở trong đó, đi kèm trong đó nha. Nó sẽ khác với cái chuyện mình làm phước mà không có mục đích gì cả. Cho nên ở trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn nói có những cái chi phần, hoặc là có những cái gạch đầu dòng mà giúp cho việc làm phước được gọi là thù thắng. Tức là làm phước có mục đích, không phải là làm phước không có mục đích. Đó là một cái nha. Cái thứ hai là làm phước có hồi hướng. Làm phước xong á, có hồi hướng, không phải là không có hồi hướng. Thì làm phước có hồi hướng, nó thể hiện cái gì? Thể hiện tâm từ, thể hiện lòng bi mẫn. Tôi có cái phước này, tôi muốn chia cho chúng sanh. Thì đó, nó đương nhiên nó là cái thiện, cái tốt hơn. Cho nên nó sẽ thù thắng hơn việc làm phước rồi, không có hồi hướng gì cả. Còn cái phát nguyện á, là nó thể hiện cái mục đích làm phước của mình. Nha. Nhớ điều đó. Sư lấy ví dụ đi, như là trường hợp của sư cô. Sư cũng không biết quý vị đang nói sư cô nào. Mà sư đang ví dụ trong trường hợp của sư cô này nè, như thế nào là nó khế hợp, nó ăn khớp với nhau. Là khi mình làm phước như là sư cô này đó, tức là tôi làm phước vì tâm từ, thì tôi nguyện là mong cho tâm từ nó càng ngày càng tăng trưởng, mong cho chúng sanh được an vui. Do cái phước tôi làm nè, mong cho chúng sanh được an lạc. Do phần phước tôi làm, mong cho tôi luôn phát triển tâm từ, luôn có tâm từ với chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp. Thấy chưa? Rõ ràng, ok hết trơn.